Chào các bạn quay lại đến với Chakido Godroom. Hôm nay thì mình sẽ sử dụng một nhân vật tiếp theo, đó chính là Vokijio. Vokijie. Vokijie. Bắt đầu. Just flying, bay now.
thành phố mới tinh. Bây giờ bắn nước, bắn trượt. Vậy thì chúng ta sẽ kết thúc toàn dần ở đây. Nếu nào thích video này thì hãy đăng ký kênh của mình. Mình sẽ làm video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trên những tập tiếp theo. Tạm biệt.